Dạ vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2019, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng, em lại mới về một chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010, phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc này mang biển số 16L3884 này. Đấy, sơn xi của chiếc xe màu bạc rất sáng bóng sạch sẽ các bác nhé. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova G bản đủ, phiên bản số sàn, máy 2.0. Đấy, trang bị 4 bánh đa năng đúc này. Dàn một nốt của nó khá ok các bác này. Đấy, dàn một nốt của xe này. Đấy, khá đẹp luôn các bác nhé. Cua lốp thì không hề mục mòn này. Đấy, các bác xem và cảm nhận sơn xi màu bạc. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cối đá này. Trước này đăng ký là 7 chỗ ngồi các bác nhé. Đấy, Toyota Innova G sản xuất 2010. Vâng, đây là phần dàn lốp của xe này. Đấy, dàn lốp khá ok, được cua lốp không hề mục mọt các bác nhé. Đấy, các bác xem và cảm nhận. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp với em hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em. Đấy, em mới chuyển về địa chỉ mới các bác nhé, 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, hai cụm đèn phanh rất sáng bóng đều nhau này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Đấy, gầm bệ khá ok, không hề mục mọt các bác này. Đấy, Toyota Innova G sản xuất 2010, phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, phần nắp cốp này. Đây là những cái đinh bấm răng chật của xe này. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Không đâm va, không ngập nước này. Keo chỉ zin cả xe các bác này. Đấy, bản G, bản đủ các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin cả xe. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cối đá. Vâng, đây là phần hàng ghế thứ ba này. Đấy, hàng ghế thứ ba các bác nhé. Đấy, trang bị 3 dàn điều hòa, 1 dàn điều hòa, 2 dàn điều hòa đồng lập với 1 dàn điều hòa đằng trước, là 3 dàn điều hòa các bác nhé. Đấy, Toyota Innova G sản xuất 2010. Sơn xi khá ok, rất sáng bóng sạch sẽ này. Đấy, trang bị 4 bánh đa năng đúc phanh. Đấy, dàn và nốt của nó khá ok này. Đấy, cua lốp thì không hề mục mọt các bác này. Vâng, đây là phần hàng ghế thứ hai này, hàng ghế giữa các bác nhé. Đấy, nội thất thì khá ok, rất tươi. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, cột kèo đinh bấm của xe này. Đấy, đây là những cái cột kèo đinh bấm của xe này. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác này. Mình cam kết với các anh em là chiếc xe này không đâm va, không ngập nước này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok các bác nhé. Còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa đằng sau bên phụ này. Đấy, phần âm thanh này.
táp lô táp ly cánh cửa. Đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ nguyên bản các bác nhé. Đấy, bật lên xuống này. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này thì mua về chỉ phải đổ xăng mà chạy chứ không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Đấy. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước này. Vô lăng 4 chấu này. Trang bị 2 túi khí, một cho người lái với một người ngồi bên phụ các bác này. Màn hình cam nuôi đầy đủ này. Đây là những cái hốc bản lề này các bác này. Chưa hề động cả lê mỏ lên các bác nhé. Đấy, phần cột này. Đấy, cột kéo đinh bấm này. Đấy. Nguyên zin theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Không đâm va, không ngập nước. Đấy, đây là phần hốc bản lề này. Đấy, bật lên xuống này. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đang trước bên phụ này. Đấy, phần âm thanh. Đây là phần keo chỉ của xe này. Keo chỉ nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác này. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 11 năm 2020 này. Đăng kiểm dài miên man các bác nhé. Đây là phần cua lốp của xe này. Dàn bốn lốp của nó khá là ok các bác này. Cua lốp thì không hề mù mọt. Sơn xi màu bạc. Toyota Innova G bản đủ các bác nhé. Đấy. Mang biển số 16L3884. Gầm bệ chắc lịch côn số ngọt ngào. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều được các bác nhé. Đấy, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái này. Phần âm thanh này. Bật lên xuống này. Đấy, cột kéo đinh bấm của xe này. Đây là phần cột kéo đinh bấm của xe các bác này. Không đâm va, không ngập nước. Nội thất thì rất tươi. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, bật lên xuống này. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, cột keo đinh bấm này. Phần hốc bản lề này. Đấy, đây là những cái cột kéo đinh bấm của xe này.
Đấy, nguyên bản các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nào bô lăng của xe này. Đấy, bô lăng khá đẹp luôn các bác này. Đấy, còi kêu rất to. Và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé. Đấy, máy lổ rất êm. Mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác này. Đấy, không báo một lỗi gì các bác nhé. Đấy, trang bị màn hình cam nùi đầy đủ này. Đây là phần táp lô này. Đấy, táp lô này. Đấy, táp lô khá đẹp luôn các bác nhé. Đấy, đây là phần hộp đựng đồ này. Đây là quả số này, phanh tay này, đấy, bệ tì tay này, đấy, đây là phần xi nhan này, phun nước gạt mưa này, đấy, hoạt động rất trơn tru các bác nhé, gương chỉnh điện này. Kính lên xuống này. Này, hoạt động rất trơn tru. Đèn trần phía sau này. Đấy, dàn điều hòa phía sau các bác này. Đấy, cực man luôn các bác nhé. Đây là hộp đựng kính này, chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác này. Gương chiếu hậu này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010 phiên bản số sàn máy 2.0 bản đổ. Hiện tại trước lại bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở km xin lỗi anh em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, trước này em vừa mới về xong. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy dịch vụ hoặc chạy gia đình đều được các bác nhé. Đấy, phụ ABS này, máy lổ rất êm các bác nhé. Đấy, không hề gì dầu các bác này. Đây con loa đang chạy này, quả gió đang hoạt động các bác này. Đấy, Toyota Innova G. Đấy, sản xuất 2010 bản đủ. Máy rất khô ráo sạch sẽ, không hề gì dầu.
đấy, tổng quan phong máy. Vâng, đây là phần lắp capo của xe này. Nhãn hiệu của Toyota này. Đấy, tổng quan của lắp capo. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova G sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 2.0. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mới xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.